ông đại sứ, bà đại sứ nhà mình, bà là bà vợ, chắc Osius, tháng coi như là cuối năm nay chấm dứt nhiệm kỳ, ông tuyên bố ông ở lại Việt Nam, không về Mỹ nữa, tức là ông nghỉ việc luôn, về không, ông không về hưu, ông quit, ông tức là ông đoán là cái bộ ngoại giao nó thuộc bây giờ nó đa số là Đảng Cộng Hòa, mặc dù ông thì không bị nhưng mà có thể ông về ông ngồi chơi dưới nước, ông vẫn lấy nước, ông không ở, mà bây giờ ông ở lại Việt Nam. Tôi đoán rằng á là tại vì cái trường đại học Fulbright nó sẽ khai giảng full time. Ông nói một câu rằng là tôi muốn được ở lại Việt Nam và dạy học để cho cái giới trẻ Việt Nam được đào tạo một cái nền giáo dục của văn minh của nước Mỹ. Thì như vậy có phải là chắc chắn là ông được ông Bill Clinton, tại vì cũng là đảng Dân Chủ với nhau, mướn ông làm ra cái đảng chơi người đó, tức là ông có cái đó. Lẽ dĩ nhiên là bên Việt Nam thì cái lương nó sẽ thấp hơn ở bên này, nhưng mà ông sẽ có được những cái điều kiện gì, hoặc có thể bây giờ ông mua nhà rồi. Ông thích Việt Nam, ông thích thôi chứ. Đấy, không cái vấn đề ông thích Việt Nam, cái chuyện ông nói ông thích Việt Nam, không, không phải, không có vấn đề đấy. Ông đạo diễn Công cũng thích Việt Nam vậy, mà bây giờ ông bỏ đây, ông đi về đâu? Ông bị thương kìa rồi. Không không. Vấn đề project cũng xong rồi, không có gì không không không, không phải ông đi vào trong ba ông bị quánh. Nhưng mà khi mà ông họp báo thì tôi không thấy cái trường, nhưng mà khi mà ông nói rằng ông đi rời khỏi Việt Nam, ông bảo tôi về Mỹ tôi sẽ trở lại, đối với tôi đó là một cái lời lẽ của ngoại giao chứ không phải đấy. Tại ông bảo là tôi bị đánh, cái không phải tôi về tôi là vấn đề tôi bị đánh, nhưng mà cái chuyện đó ông họp báo ngay sau khi ông bị đánh, ông bảo ông nằm nhà thương hết 10 ngày đó, thí dụ ra ông có thương tích nặng á thì nó cũng phải có một cái dấu vết nào. Thì cái chuyện là ông trong cái quán bar đó, vào trong cái chuyện bar đấy, chuyện xây sát xảy ra rất là thường xuyên. Nhưng mà tôi nghĩ rằng á, các tuổi trẻ Việt Nam nên cẩn thận hơn khi mình va chạm đối với người nước ngoài, bởi vì luật Việt Nam rất là khó khăn. Tôi chỉ sợ rằng những cái người đụng chạm với ông đó đó lại là con ông cháu cha, tức là được bao che. Tại vì có nhiều người tôi đã từng nghe chửi công an luôn, xin lỗi quý vị. Vâng, cái đó thì rất nhiều. Đúng mẹ mày biết tao là ai không? Không, công an nghe một câu đó để giật mình rồi. Thì nó bây giờ cái chuyện đó, ông Jeff Osius, nó cái lấn cấn ở sau này. Trong cái Facebook của ông Jeff Osius chụp hình mấy ông giám mục Nguyễn Thái Hợp. Đấy. Mới đây thôi, cách đây mà có 3 ngày đứng chụp hình. Ngay sau khi ông nói ông ở lại Việt Nam, ông dạy giáo dục ở kia, ông thích Việt Nam, cái tất cả mọi người đều hoan hô ông này. Nhưng mà có một vài người đó vẫn không thích, tại vì ông đòi thả mẹ nấm đấy mà. Ông đòi mà thả con Hoàng Bình ra này kia. Nhưng mà bây giờ đã trở lại cái chuyện này. Ông bảo ông rất dễ làm sung sướng được tiếp giám mục Nguyễn Thái Hợp. Với một vị đại sứ sắp sửa hết nhiệm kỳ, thì cái sự ông tiếp ông Nguyễn Thái Hợp nó có cái giá trị gì không? Đối với tôi không có giá trị. Nhưng mà nó là một cái thông điệp gửi cho nhà nước Việt Nam. Cũng giống như thông điệp mà ông đòi hỏi, nghĩa là trả tự do cho mẹ nấm. Và ông Nguyễn Thái Hợp cũng có thể là á, này, tôi nghe nói ông sắp sửa về rồi, tôi muốn lên tôi chụp ông tấm hình. Thì ông Thái Hợp có thể làm chụp cái tấm hình là để làm cái bảo kê cho ông này, tôi được chụp hình với ông đại sứ Mỹ này, hãy còn tại vị này, đấy. Mấy ông công an định có bắt tôi. À, tại vì ông Hợp là giám mục của giáo sứ Vinh, mà tỉnh Nghệ An hay tỉnh Nghệ cái này cái đều nằm ở là Quỳnh Lưu này kia, đều nằm ở trong cái giáo phận của ông ấy. Đấy, đó là cái theo sự suy nghĩ của tôi, có thể tôi đúng, có thể tôi sai, nhưng mà đó là mình suy nghĩ. Lúc đầu thì tôi cũng nghĩ ông ở lại Việt Nam vì ông yêu Việt Nam, nhưng mà lại tại sao lại phải đi chụp hình với ông Nguyễn Thái Hợp? Cái chụp hình đó chứng tỏ là
đằng sau lưng của ông Hợp là có một bàn tay lông lá mà ông support. Đấy, đấy, mà đấy, ông, đấy, mà đấy, ông, đấy. Mà ông Ted Osius, ông là đại diện cho nước Mỹ ở Việt Nam. Đấy, ông là người đã ủng hộ. Ông hãy còn tài chức. Tài chức, ông là người ủng hộ những chương trình gì mà ông, một sự ông cha với tay Hợp làm, những cuộc biểu tình chống đối. Tức là người Mỹ một mặt thì bắt tay, và một mặt kia thì nói là tôi sẽ ủng hộ tất cả những thành phần nào chống lại chính quyền Việt Nam. Và đó là sự ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ. Cái đó là cái đường lối ngoại giao của người Hoa Kỳ thường là tất cả các quốc gia trên thế giới. Những quốc gia nào mà người Mỹ đặt chân tới, họ sẽ ủng hộ những người đối lập, để những lúc cần thiết sẽ đưa những người này đem ra là một cái nguồn lực để chống phá lại những cái gì mà người Mỹ không thích. Và cái hiện tượng này nó xảy ra khắp nơi trên thế giới chứ không phải riêng gì ở Việt Nam.